Nhá. Như tiêu đề của video lần này đã nói rồi, lần này mình sẽ chữa đề bài thi nghe của kỳ thi B2 tiếng Đức của viện Goethe. Bắt đầu. Trước khi bắt đầu vào chữa thì mình cũng sẽ nói qua một chút về cái nội quy thi cho các bạn nào mà chưa biết hoặc là cần ôn lại. Bạn nào mà biết rồi thì cũng có thể skip phần này, nhưng mà thật ra mình cũng cần phải đọc, mình cũng cần phải biết nữa, tại vì mình chưa thi B1, à quên, mình chưa thi B2 ở viện Goethe mà. Mình chưa thi B2 một cách chính thức đâu. Hören sẽ kéo dài tầm khoảng 40 phút này. Testbody Hören gồm có 4 phần. 4 phần. Sẽ bao gồm nhiều đoạn text và sẽ có các cái bài tập tương ứng với các đoạn text đấy. Đầu tiên thì cứ đọc các cái đề bài trước và sau đấy mới đọc đoạn text với nó. Ý tức là các bạn nên tận dụng thời gian lúc mà kiểu đài nó đang nói, các đài đang dẫn các bạn qua các phần ấy, thì tận dụng luôn thời gian đấy để đọc tiếp các cái đề bài của các câu sau hoặc là gạch chân. Nói chung là chuẩn bị trước được từng nào thì càng thì càng tốt từng đấy. Mỗi bài thì chỉ có một cái đáp án đúng duy nhất thôi. Và đừng quên là chép câu trả lời của mình ra cái tờ Antwortbogen, bởi vì cái tờ đề bài ở đây thì Aufgabenbogen, chả biết chắc là không đúng đâu. Và Antwortbogen là hai tờ khác nhau. Thì nếu mà bạn không có đáp án trên cái tờ Antwortbogen đấy thì bạn tất nhiên là sẽ không được chấm điểm rồi, bởi vì tờ đề bài thì để các bạn gọi là để các bạn ghi nháp thôi. Đến cuối các bạn sẽ có tầm 5 phút riêng rẽ để chép đáp án ra cái tờ Antwortbogen này. Không sử dụng bút chì này. And the pause hơn thì this signal sẽ có một cái âm thanh để đánh dấu là kiểu chuẩn bị sang một phần khác ấy, hết phần này rồi. Và tất nhiên là không được sử dụng từ điển cũng như là điện thoại di động. Ok, thế bây giờ bắt đầu nào. Rồi. Chắc là mình sẽ đọc qua cái đề bài ở đây trước để biết được tình hình. 5 Gespräche, 5 cuộc hội thoại này. Nghe 5 cuộc hội thoại và 5 Äußerungen. Thông tin quan trọng nhất ở đây là bạn sẽ chỉ được nghe mỗi đoạn text này một lần thôi. Và mỗi đoạn text thì sẽ có 2 câu hỏi cho các bạn để khoanh đáp án. Bây giờ cứ coi như là mình nghe từ đầu đi. Goethe-Institut. Goethe-Zertifikat B2 für Erwachsene. Modellsatz. Hören. Das Modul Hören hat 4 Teile. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Lesen Sie jeweils zuerst die Aufgaben und hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Dazu haben Sie nach dem Modul Hören 5 Minuten Zeit. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Đuổi cho mình cắt ngang một tí cái âm thanh này nghe nó đáng sợ vãi. Không biết các bạn nào đã có bạn nào đã nghe cái âm thanh này chưa, nhưng mà kiểu nghe một phát là đã thấy có mùi muốn trượt rồi. Xin lỗi đấy, nhưng mà nghe nó gở quá thôi với các bạn, nhưng mà kiểu nghe đã thấy hết cả ý chí làm bài rồi. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Hören Teil 1. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Ich wollte mich nach dem Ferienprogramm erkundigen. Ab wann kann man sich denn anmelden? Wie immer, ab dem 1. Juni.
Das Programm steht ab nächster Woche im Internet. Dann kann man sich auch über das Internet anmelden? Für die kostenlosen Angebote, ja. Wenn das ein kostenpflichtiges Angebot ist, musst du dich bei uns anmelden. Und wann bezahlt man dann? Direkt bei der Anmeldung. Hier, bei einem unserer Mitarbeiter. Sonst können wir den Platz nicht reservieren. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Nghĩa tranh thủ luôn để nói cho các bạn về tại sao mình khoanh những cái này nhé. Eine junge Frau spricht darüber, warum sie sich für Literatur interessiert. Thì câu này không có gì rồi. Cả những cái quan trọng ở đây. Welche Meinung hat die Frau über das Lesen? Bà ấy nghĩ gì về việc đọc? Thì câu A là để đọc tiểu thuyết, Roman là tiểu thuyết và Lesen là phần đọc. Thì cái này người ta kiểu ghép lại thành một danh từ luôn ấy, danh từ hoạt động từ đấy. Braucht sie ihre Fantasie? Để đọc tiểu thuyết thì ông thì bà ấy cần phải có trí tưởng tượng này. Sie hat oft zu wenig Zeit, sich eigene Gedanken zu machen. Thường cô có quá ít thời gian để kiểu tự nghĩ. Và câu C là những gì bà ấy đã đọc thì bleibt nicht lang im Gedächtnis, thì không ở lại lâu ở trong trí nhớ. Gedächtnis là trí nhớ, cái từ này quan trọng này. Chắc là sao nhỉ? Highlight các bạn vào đây. Gedächtnis, từ này từ mới quan trọng thôi chứ cũng không hẳn là quan trọng với cái bài thi này in particular, nhưng mà rồi, nghe nhá. Chờ tí. Warum liest du Romane? Dabei kann ich mich gut entspannen. Wenn ich lese, vergesse ich die Welt um mich herum. Ich befinde mich in einer märchenhaften Welt, kann mit den Romanhelden fühlen und die Geschichte miterleben. Danach fühle ich mich wie andere nach einem Bad oder nach der Sauna. Filme mag ich nicht so sehr. Das ist mir alles viel zu real. Da jagt eine Szene die nächste. Man kommt gar nicht zum Nachdenken. So với câu đầu, mình cảm giác như là viện gớt rất hay để những cái câu đầu nó khó hơn hay sao ấy, cho để cho mình cảm thấy kiểu hơi bị choáng ngợp ấy, xong rồi mình kiểu dễ sai cái câu sau, kiểu bị mất bình tĩnh ấy. Mình chưa khoanh được một cái gì cụ thể cả, nhưng mà để thử xem nhá. Tại sao ở đây mình chưa quyết định được là richtig hay falsch khi mà bài có interested sich für Literatur hay không. Bởi vì ban đầu ấy có thể là Literatur hay là Roman, nó là kiểu hai cái phạm trù khác nhau ấy, bài không nói gì đến việc kiểu văn học cả. Thế nhưng mà càng về sau thì mình có thể hiểu là kiểu khi mà đọc chuyện thì khi mà đọc kiểu văn ấy, đọc chữ thì bà có thể tưởng tượng được nhiều cái này, xong rồi bà ấy cảm giác như là kiểu vừa mới tắm xong hay là rau na các thứ, nói chung là để unspannen. Và bà ấy có so sánh với việc xem phim, kiểu xem phim thì lúc mà kiểu các cái cảnh nó cứ cái gì die eine Szene jagt die anderen các thứ, tức là các cái cảnh nó cứ đuổi nhau ấy, nó nhanh quá, cho nên bà ấy không có thời gian để eigene Gedanken zu machen. Thì cái này nó có xuất hiện, thế nhưng mà nó lại xuất hiện ở trong phim, khi mà trong trường bà ấy xem phim cơ, cho nên cái này phải loại này. Và cái câu C này cũng kiểu unmöglich, không phải unmöglich, phải unlikely ấy, không có khả năng lắm. Mình nghĩ là sẽ chọn A, tại vì nó có vẻ sát với cái ý mà mình hiểu nhất. Và bởi vì bà ấy có so sánh giữa đọc văn và xem phim, cho nên mình nghĩ là nó vẫn là đúng. Bà ấy có nói về văn học nói chung, đọc văn nói chung. Ok, tiếp nào. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Đó, thì cứ trước mỗi khi vào một cái cặp câu này, các bạn sẽ có 15 giây để kiểu định thần ấy, đọc lại các thứ ấy. Đó, thì ở đây mình có gạch chân chữ berichtet. Tại sao mình không gạch chân chữ journalistin? Đấy là bởi vì journalistin ấy là người làm báo, và berichtet thì thường có nghĩa là kiểu đưa tin. Người làm báo chắc chắn là phải đưa tin rồi. Nói berichtet thì chủ ngữ sẽ thường là journalistin, và journalistin thì công việc chính cũng sẽ là berichtet. Tất nhiên còn nhiều cái khác tùy thuộc vào context ấy, nhưng mà kiểu mình có thể kiểu suy ra được ấy. Yeah, thường thì người ta sẽ cố gắng kiểu trapezieren đi để bài kỳ thi nó không bị quá gọi là rắc rối lằng nhằng ấy. Salus Morale này thì mình chưa nhìn thấy cái từ này bao giờ luôn, thì mình chỉ có thể đoán. Morale nó lại giống như từ moral là chí khí, hoặc là đạo đức ở trong tiếng Anh ấy, thì mình nghĩ là nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà kiểu salung thì là việc trả tiền ở nhiều nước này.
có thể ở đây người ta sẽ lừa bằng cách là kiểu chỉ nói về một nước thôi ấy. Chứ không phải là nhiều nước, thì mình cứ cẩn thận, mình cứ đánh dấu vào đây đã. Was wird immer seltener gemacht? Càng ngày, immer seltener là càng ngày càng ít đi. Đầu tiên là im Internet eingekauft, tức là việc mua sắm trên Internet càng ngày càng ít đi này. Nghe này cũng có vẻ hơi unrealistic rồi, nhưng mà cứ từ từ đã. Geld gewechselt là càng ngày càng ít đổi tiền, hoặc là C là người ta sẽ càng ngày càng ít trả bằng tiền mặt. Unser nächstes Thema in der Wirtschaftswoche. In vielen Ländern gibt es schon keine 1-Cent-Münzen mehr. Und auch die anderen Münzen und Geldscheine werden immer seltener benutzt. Die Leute zahlen lieber mit ihrer Bank oder Kreditkarte. Ja, richtig. Vor allem, wenn sie im Internet einkaufen oder auf Reisen sind. Das ist sehr nützlich, weil man dann zum Beispiel sein Geld nicht mehr umtauschen muss. Außerdem gibt es in manchen Ländern Geschäfte, in denen man mit Karte zahlen muss. Die nehmen gar kein Bargeld mehr an. Bald wird überall nur noch mit Karte bezahlt, da bin ich mir sicher. Mình đoán ở đây là falsch, bởi vì kiểu đây chỉ là người ta nói về việc càng ngày người ta càng trả bằng tiền mặt ít đi và dùng nhiều credit card ấy, dùng tiền điện tử nhiều hơn, dùng thẻ điện tử nhiều hơn. Và thậm chí là kiểu cái bà journalistin cũng không nói gì về kiểu mà một nước nào cụ thể, mà người ta chỉ nói chung chung thôi, thì chắc là dùng Finland London cũng được. Người ta có dùng cái từ Geld umtauschen, nhưng mà ở trong cái context là người ta sẽ càng ngày càng ít sử dụng tiền mặt để đỡ cái phí Geld umtauschen, là khi mà mua hàng ở nước ngoài thì đỡ cái phí đổi tiền đi ấy. Phí đổi tiền ở credit card thì rẻ hơn. Chắc thế. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Đến câu 5, 6 này thì có một từ ở đây mà các bạn nên biết, đấy là Praktikum. Das Praktikum là kỳ thực tập. Và Das Gericht ở đây không phải là món ăn mà là kiểu tòa án ấy. Và nếu như mà cô ấy đã làm thực tập ở tòa án thì có thể suy ra được một chút là cô ấy bây giờ đang là sinh viên và đang rất có thể là đang học một ngành liên quan đến luật. Thì cái từ thì cái ngành luật ở trong tiếng Đức sẽ là Politikwissenschaft này, hoặc có thể là Rechtswissenschaft này. Cô cũng có thể nói là Jura. Thế nhưng mà về mặt chính thức thì ở các cái uni ở Đức không có ngành nào gọi là Jura cả, chỉ có cái ngành Politikwissenschaft hoặc là Rechtswissenschaft thôi. Thế tại sao như thế? Đó, và câu 6 là cô ấy cảm thấy các công việc của cô ấy, ví dụ câu A là ví dụ như là pha cà phê, unangenehm, tức là không thoải mái. Câu B là nützlich für Studium, tức là có ích cho việc học của cô ấy này, thì mình cũng đoán cô ấy là sinh viên rồi đúng không? Cái câu C là für ihre berufliche Tätigkeit sehr hilfreich, tức là cũng rất tốt cho cái công việc của cô ấy. Ok. Thì tức là câu A là không thoải mái với những việc lặt vặt, câu B là thấy tốt cho việc học và câu C là thấy tốt cho công việc. Để nghe thử xem nhá. Wie war denn dein Praktikum eigentlich? Mein Praktikum? Das war echt toll. Ich war ja in der Anwaltskanzlei und habe einen echt guten Einblick in ihre Arbeit bekommen. Ich konnte sogar zu ein paar Terminen bei Gericht mitgehen. Das war sehr spannend. Aber auch die anderen Aufgaben haben mir gefallen. Natürlich musste ich auch mal Kaffee kochen oder Kopien machen, aber das war nicht schlimm. Ich konnte mich sogar in Fälle einlesen, die für mein Seminar in Verfassungsrecht echt hilfreich sind. Okay. Mình đầu mình cũng cảm thấy hơi lost một tí. Mình đánh dấu luôn từ Praktikum với các bạn nhé. Nó đang quan trọng đấy. Nhưng không, chắc chắn không phải là Gericht, bởi vì Gericht là tòa án rồi. Và cái nơi mà cô ấy làm Praktikum là một cái Anwaltskanzlei, tức là một cái văn phòng luật sư nào đấy, thì chắc chắn thì hai cái đấy khác nhau rồi. Cũng không rõ là cô ấy hiện tại đang học hay là đang làm gì. Nhưng mà sau mình bắt được một cái từ là Seminararbeit và
Seminar là một cái từ mà bọn mình kiểu là sinh viên thì kiểu phải thuộc nằm lòng ấy, bởi vì nó là một cái dạng tiết học ở uni, nhưng mà nó khác với Vorlesung là nghe giảng. Nghe khi mà Vorlesung thì bạn chỉ đến một cái hội trường rất to cũng có tầm khoảng mấy trăm người ấy, rồi nghe thầy nói thao thao bất tuyệt một chủ đề thôi. Nhưng mà seminar là cái nơi mà các bạn sẽ kiểu sẽ tập trung ở trong một cái phòng học này, mỗi phòng học tầm có khoảng 20 mấy người thôi, tham gia nhiều hơn vào cái nội dung học này. Các bạn sẽ phải tự nghiên cứu, tự tìm chủ đề và viết essay các thứ, và sẽ được đánh giá một cách rất là individual về dựa vào các cái mid-arbeite của các bạn. Đấy là hai cái kiểu học phổ biến ở uni, ít ra là với ngành Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft như bọn mình. Với các bạn mà sẽ học Naturwissenschaft thì sẽ còn có một dạng nữa là Übung cơ. Übung thì các bạn sẽ phải đến kiểu ngồi làm toán. Đến Vorlesung chỉ nghe các thầy cô giảng về lý thuyết thôi ấy, kiểu các cái nguyên nhân tại sao mà lại dẫn đến cái lý thuyết này, cái công thức này. Và đến Übung là một giờ riêng thì các anh chị khóa trên sẽ hướng dẫn các bạn làm các bài tập liên quan đến những cái kiến thức vừa học đấy. Lại thế. Mà bây giờ quay lại chủ đề chính, cái gì nhỉ? Praktische Erfahrung, cho nên mình nhận ra được đây là cô ấy là sinh viên. Tiếp nha. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Ein Moderator berichtet über Sicherheit im Straßenverkehr. Moderator là chủ MC, thì cũng giống như ở trên này cũng là người làm báo, cho nên mình cũng chỉ gạch chân ở chỗ moderator thôi, tại vì kiểu moderator thì là một cái danh chức danh hơi khác hơn so với journalistin ấy. Mình hơi ít gặp hơn một chút. Nhưng mà việc chung của họ thì vẫn là berichten thôi, vẫn là kiểu báo cáo, đưa tin thôi về sự an toàn trong giao thông đường phố. Và Nummernschilder bei Fahrrädern, thì Nummernschild mình không rõ là cái gì, thì mình chỉ có thể suy ra một tí là Schild, das Schild là cái biển báo giao thông, như cái biển mà cấm đi ngược chiều như này này. Nhưng mà Nummern tức là biển báo mà lại có thêm số trên đấy, mình không kiểu những cái biển mà nó chỉ có ghi tốc độ tối đa thôi, có thể là những cái đấy mình cũng không rõ nữa, phải nghe tiếp mới biết được. Thế còn Experten, trong các cái câu trả lời này thì tất cả chủ ngữ của họ đều là Experten các thứ, thì mình có thể hiểu là cái câu này người ta đang muốn hỏi mình hiểu thái độ của những ông chuyên gia như thế nào. Họ không đồng ý, ablehnen, hay là họ halten für gute Idee, tức là họ thấy ý kiến hay, hay là họ muốn thử, möchten ausprobieren, thì cái đấy là mình phải hiểu. Experten này cũng là một từ hay này. Berufliche Tätigkeit cũng hay. Tranh thủ. Es gibt immer mehr Unfälle mit Radfahrern. Experten wollen deswegen, dass Fahrradfahren sicherer wird. Eine Idee ist, dass jedes Fahrrad wie ein Auto ein Nummernschild haben muss. Das Problem? Radfahrer sind schuld an einem Unfall, wenn sie einfach bei Rot über die Ampel fahren und zwei Autos deswegen zusammenstoßen. Wenn der Radfahrer einfach wegfährt, weiß die Polizei nicht, wer das war. Mit einem Nummernschild, wie beim Auto, könnten die Polizisten das aber herausfinden. Schließlich fanden die Experten den Vorschlag aber doch zu unpraktisch. Okay, câu này thì nó cũng khá là rõ ràng rồi. Mình hơi phân vân một chút ở chỗ Sicherheit này, im Straßenverkehr này thôi. Tại vì mình đang hơi phân vân không biết là Straßenverkehr thì khác gì so với chỉ Verkehr thôi. Nhưng mà chắc là mình chỉ đang hơi paranoid quá thôi. Sự an toàn trong giao thông đường phố nó khác với giao thông trên thủy, trên bộ, cho nên là Verkehr. Đúng rồi, Verkehr thì có thể chỉ là giao thông đường bộ, giao thông đường hàng không nữa mà. Nhưng mà Straßenverkehr thì đúng là kiểu Fahrrad và ô tô là một cái nữa, cho nên là người ta mới phải nói rõ ở đây. Thế thì rất richtig rồi, đúng rồi. Kiểu sợ phải nghĩ đủ mọi thứ, đủ mọi tình huống. Thế còn Nummernschild ở đây không phải là cái biển báo tốc độ, mà là cái biển số xe. Mình cũng kiểu chả đi ô tô bao giờ ấy, mình chả biết gì về ô tô ấy, mình cũng không rõ cái nó gọi là gì. Nhưng mà ý là tại vì các ông xe đạp thì nếu khi mà phạm luật ấy thì các ông ấy thường hay đi vượt đèn đỏ, và điều đấy dẫn đến việc các ông xe ô tô không tránh kịp, cho nên đâm vào nhau. Lúc đấy thì ông xe đạp đã kiểu chạy cao chạy xa bay rồi ấy. Thì bây giờ cái ý kiến là
có nên cho cả xe đạp cũng phải có biển số xe như là xe ô tô không? Nhưng mà expectation ở đây thì nói là zu unpraktisch, expectation halten die Idee für zu unpraktisch thì phải. Có nghĩa là cái ông ấy up lên rồi, nó quá là kiểu bất tiện ấy. Ok. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Rồi, thì beiden Freunde unterhalten sich über einen Professor. Đang nói chuyện với một ông professor thì mình không biết là khi đi thi, trong trường hợp đi thi như thế này thì viện GERD có cho các bạn nghe những cái từ viết từ nói tắt từ lóng không? Có nhiều khả năng là không đâu. Thế nhưng mà sau này các bạn đi học uni thì professor sẽ hay được nói tắt thành der Prof hoặc là die Prof. Đó, die beiden Freunde brauchen noch ein Thema für, họ cần một cái đề tài để một là làm presentation, làm thuyết trình, hai là làm Aufsatz là đoạn văn và C là Seminararbeit là làm cái chính là cái bài tập để tốt nghiệp cái seminar mà mình nói lúc trước ấy. Thì thường cuối seminar các bạn sẽ phải viết một cái bài luận về cái chủ đề mà mình đã tự chọn. Thì đấy gọi là Seminararbeit. Ok, nghe thử xem. Thêm một cái nữa, đấy là presentation này thì sang bên này các bạn ấy cũng sẽ hay gọi là prezi nhá. Hay nói tắt là prezi. Nghe cũng thú vị để ghi vào đây cho nó. Die Prezi. Rồi. Chờ dỗi việc. Ich finde das Seminar bei Professor Köster echt gut. Ja, ich auch. Hast du schon ein Thema für das Referat? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Idee. Hast du denn schon eine? Nein, auch noch nicht. Aber ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht und werde nächste Woche in seine Sprechstunde gehen. Worüber würdest du denn gerne sprechen? Ich würde gerne darüber referieren, wie Afrika in der neueren deutschen Literatur dargestellt wird. Also, wie zum Beispiel afrikanische Figuren in Romanen dargestellt werden. Toll. Câu này thực sự khá là khó với các bạn. Đầu tiên thì câu 9, mình phải mất một lúc mình mới dám khoanh vào cái chỗ file này. Bởi vì mặc dù là có tên ông professor đấy thật và các bạn ấy cũng có nói ban đầu là kiểu ông ấy khá là thú vị à? Hay là cái seminar của ông ấy khá là thú vị, nhưng mà đại loại là chủ đề chính của cái hội thoại này thì vẫn là cái seminar của ông ý. Và việc các bạn ấy đang nói là cái thema cho cái referat. Cái referat đấy thì các bạn nghe khá chắc, khá chua kèo là các bạn không hiểu nó là cái gì rồi. Nó đồng nghĩa với cái presentation thôi. Nhưng mà kiểu trong context seminar thì nó sẽ được gọi là referat để nghe cho nó ngầu hơn và nghe cho nó academic hơn, ok. Thì do mình kiểu học ở đây rồi nên mình kiểu biết cái thông tin inside ở đây. Chứ còn không thì các bạn khó là biết được cái từ này. Das referat này. Ok, thế là đúng hết. Rồi, thế thì bây giờ đúng hết rồi mình mới dám đưa ra cái nhận xét của mình, những cái tip của mình. Các bạn thì các bạn có thể thấy là so với B1 thì cái độ khó đã tăng lên. Đầu tiên là các bạn chỉ được nghe một lần này và những cái chủ đề chắc chắn là nó sẽ khó hơn B1 rồi. Thế thì nếu mà chỉ được nghe một lần thì tất nhiên là cái mà các bạn cần phải tốt đấy là phản xạ. Các bạn phải nghe nhiều này, nghe phải kết hợp cả hai biện pháp là nghe chủ động và nghe thụ động. Activist Hören và Passivist Hören mà là để hiểu được cái thông tin của nó ngay. Chỉ sau một lần nghe mà vấn đề là những cái câu mà người ta cho đầu tiên ấy thì thường lại là những cái câu hỏi chủ đề chung. Mà chủ đề chung thì thường phải nghe đến cuối mình mới xác định được đúng không? Nhiều khi nghe xong rồi như kiểu cái câu một này này, nghe xong rồi mình vẫn còn đang cảm thấy kiểu chơ vơ, mình còn đang chưa dám chắc là nó có đúng là literature không hay là chỉ về Roman legend. Thế nên là những cái câu mà kiểu hỏi vấn đề chung trước ấy thì bạn thì cứ tìm mình đi là để nó xuống cuối. Khi nào mà các bạn bắt hết được những cái thông tin, những cái detail này ở giữa này rồi bằng cách trả lời cái câu 2, câu đằng sau này thì lúc đấy các bạn mới kiểu sâu chuỗi nó với những cái mà mình đã nghe được, mình đã hiểu được từ từ trong cái suốt cái bài nghe đấy. Và lúc đấy bạn còn mới có thể kiểu entscheidung treffen là worum geht es in diesem Abschnitt.
Và đồng thời là các bạn có thể thấy cái word search ở trong level này nó cũng khá là cao hơn rồi. Có những cái từ mà kiểu các bạn phải ở Đức rồi ấy, thì các bạn mới biết được. Ví dụ như là Praktikum này hay là Referat này ở Việt Nam, bố em mới biết được những cái đấy là những cái gì đúng không? Túm quần lại là luyện nghe cho tốt, luyện nghe, luyện phản xạ cho tốt. Gần như là phải kiểu nghe đến một cái gì là mình phải hiểu ra được ngay nó là cái gì. Chứ không cần phải thêm thời gian là kiểu Practicum là cái gì nhỉ? Hình như là mình học rồi nhưng mà mình quên mất, không có thời gian cho cái đấy đâu. Vì kiểu để mình bị sao nhãng đi bởi cái suy nghĩ đấy một phát là thôi đấy. Là thôi rồi Lượm ơi đấy. Ở video đầu tiên, phần 1 này chắc là thế thôi. Thì hẹn gặp các bạn trong những cái video sau, các phần sau nha.